với phương châm lúa chín đến đâu thu hoạch đến đó, nhằm tránh những thiệt hại do thời tiết thất thường có thể xảy ra. Những ngày này, nông dân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đang khẩn trương xuống đồng thu hoạch lúa vụ hè thu năm 2022. Những ngày đầu tháng 9, lúa hè thu trên địa bàn huyện Tuyên Hóa bước vào thu hoạch đại trà. Tại xã Thạch Hóa, không khí xuống đồng thu hoạch lúa diễn ra hết sức khẩn trương. Với thời tiết thất thường như hiện nay, mưa lũ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Vì vậy, bà con đang tích cực chạy đua với thời tiết, khẩn trương thu hoạch cuốn chiếu nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra. Gia đình về thuê máy về, nói chung ba con đấy là tránh thủ để theo thời tiết để mưa lũ xuống thì không thu hoạch được. Cái thời tiết bên ấy thì mình không đoán được, cho nên là chỉ biết nắng đấy chứ mai một mưa ra biết mới được, cho nên là mình cũng phải chuẩn bị trước. Nói chung là tập trung lực lượng cả là khi thì ngay như giúp ngay như thì khi giúp ngay khác đó là cứ vấn đề là đem về hết. Nói chung là mình thu hoạch cho những cái này thôi. Tại các vùng thấp trũng ở xã Văn Hóa, Tiến Hóa, Châu Hóa, bà con nông dân cũng đang tích cực khẩn trương thu hoạch cuốn chiếu khi lúa vừa chín. Nhờ tích cực áp dụng phương tiện cơ giới vào sản xuất nên việc thu hoạch của bà con khá kịp thời. Hiện các địa phương đã cơ bản thu hoạch xong lúa hè thu năm 2022. Cơ bản cái tổng diện tích gieo trồng của vụ hè thu này là sản xuất được 36,5 ha, năng suất là được 49,5 tạ trên ha, là sản lượng 180,3 tấn. Thì nói như vậy đến thời điểm bây giờ, số diện tích hecta triển khai sản xuất hè thu đã thu hoạch xong và chạy lũ. Trong quá trình thu hoạch thì được bà con về phơi sấy cũng được đảm bảo, đến bây giờ cái lượng lúa mà bà con sản xuất thu hoạch về thì đã cắt khô, phơi khô và cắt vào nhà rồi. Vụ hè thu năm nay, toàn huyện Tuyên Hóa gieo cấy 1.172 ha lúa. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã thu hoạch được hơn 1.000 ha, năng suất 53 tạ trên 1 ha, đạt 108,2% kế hoạch. Sản lượng 6.218,6 tấn, đạt 110,2% kế hoạch. Hiện Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đang tiếp tục chỉ đạo nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch các diện tích lúa còn lại. Vụ hè thu năm nay thì Tuyên Hóa gieo trồng đối với cây lúa là trên gần 1.200 hectare. Và để hạn chế thấp nhất do cái ảnh hưởng của thiên tai, thì ngay từ đầu vụ, thì huyện cũng đã xây dựng cái khung lịch thời vụ đảm bảo để mà thu hoạch vật lũ cũng như sử dụng các cái giống chất lượng ngắn ngay. Do vậy đến thời điểm này thì trên 90% diện tích cây lúa đã thu hoạch. Còn số diện tích còn lại thì đang chỉ đạo các xã với phương châm xây nhà ăn gia đông thì sẽ cố gắng thu hoạch để vượt lũ. Và nếu các cái diện tích mà còn chưa đảm bảo thu hoạch thì sẽ có kế hoạch để hướng dẫn các xã là đảm bảo tiêu úng sau khi mưa lớn xảy ra. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời gian tới sẽ có nhiều đợt mưa lớn xảy ra trên địa bàn. Hiện nông dân huyện Tuyên Hóa vẫn đang khẩn trương ra đồng thu hoạch hết diện tích, đảm bảo phơi phóng lúa, rơm xong trước khi mưa lũ đến.